Điều khiến mình luôn tự hào về quê hương Long An đó chính là 8 chữ vàng trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc mà Trung ương đã phong tặng cho Long An. Và đó cũng chính là niềm tự hào của đảng bộ và toàn thể người dân nơi đây. 8 chữ vàng này có giá trị rất lớn lao trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho những thế hệ trẻ.